xuất AirPods từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trang công nghệ Apple Insider dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết hai đối tác sản xuất tai nghe chính cho Apple là Gertek và Luxe đang tìm kiếm những khoản đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ để chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất tai nghe không dây AirPods từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nguồn tin cũng cho biết Apple đã gửi thư đến các nhà cung cấp linh kiện khác, yêu cầu hỗ trợ Gertek và Luxe trong thời gian đầu chuyển đổi dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Động thái cho thấy Apple cũng rất muốn các đối tác của mình chuyển đổi dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Hiện tại Gertech đang có hai nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, đặt tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. Sau nhiều năm lắp ráp và sản xuất Earpods và cáp Lightning tại Việt Nam, Gertech được cho là bắt đầu thử nghiệm quá trình lắp ráp tai nghe Earpods tại nhà máy ở Việt Nam từ tháng 7 vừa qua, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2016. Airpods nhanh chóng trở thành phụ kiện quan trọng và phổ biến nhất của Apple, đồng thời là loại tai nghe không dây bán chạy nhất thế giới, với doanh số trong năm 2018 đạt 35 triệu tai nghe. Tăng so với mức 20 triệu tai nghe AirPods được bán ra trong năm 2017, hồi tháng 10 vừa qua, Apple vừa tiếp tục giới thiệu phiên bản nâng cấp AirPods Pro.